6 thực phẩm tốt cho chuyện ấy mà bạn dễ dàng tìm được. Tiến sĩ Ash Kolas, chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ cho rằng, một số loại thực phẩm tốt cho chuyện ấy nhờ khả năng thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng hóc môn giới tính. Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho chuyện ấy có tác dụng làm tăng khả năng đạt cực khoái, cải thiện đời sống vợ chồng do tờ Time of India công bố. 1. Rau bina Rau bina hay còn gọi là rau trần vịt không chỉ rất giàu dinh dưỡng mà còn được mệnh danh là Viagra tự nhiên. Chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ, tiến sĩ Narayan cho biết rau bina rất giàu vitamin E. Vitamin E là chất xúc tác quan trọng trong việc sản sinh hóc môn giới tính ở con người. Hơn nữa, rau bina cũng rất giàu mangan, các nguyên tố vi lượng giúp thúc đẩy sự sản sinh nội tiết tố nữ estrogen. 2. Các loại hạt Chuyên gia người Ấn Độ, tiến sĩ Sang Jina cho biết hạt lanh, hạt bí ngô, hạt đậu và các loại hạt khác có tác dụng làm tăng hóc môn sinh dục ở cả hai giới, giúp việc yêu trở nên hoàn hảo, dễ đạt cực khoái hơn. 3. Hải sản Tiến sĩ Narayan cho biết các loại hải sản như cá, sò điệp được mệnh danh là những trợ thủ đắc lực giúp cải thiện khả năng tình dục ở con người. Axit béo omega 3 có trong cá làm tăng cường sự trao đổi chất, duy trì khả năng hoạt động của con người, kích thích sản sinh lượng dopamine trong não giúp kéo dài thời gian đạt cực khoái trong mỗi lần giao ban. 4. Các loại trái cây. Tất cả các loại trái cây, đặc biệt là những loại quả giàu vitamin C rất cần thiết trong việc cải thiện đời sống tình dục. Theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu, nếu mỗi ngày tiêu thụ từ 500 đến 1 000 mg vitamin C sẽ giúp nâng cao số lượng và chất lượng tinh trùng. Những loại trái cây được khuyên dùng bao gồm các loại trái cây thuộc họ cam quýt, kiwi và dâu tây. 5. Các loại gia vị. Các loại gia vị thích hợp không chỉ làm thức ăn thêm hấp dẫn mà còn có khả năng giúp chuyện chăn gối nóng bỏng hơn. Tiến sĩ Sai Khuya cho biết, hạt tiêu, ớt, gừng sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích ham muốn, cải thiện chất lượng quan hệ tình dục ở cả hai giới. 6. Tỏi. Đối với nhiều người mùi tỏi có thể không mấy dễ chịu, nhưng tỏi có khả năng cải thiện chuyện chăn gối rất hiệu quả. Thêm một vài nhánh tỏi vào thức ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện chất lượng quan hệ tình dục, giúp bạn đạt dễ dàng được cực khoái. Khi bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống thường xuyên, nó sẽ có xu hướng tăng lượng máu chảy vào các cơ quan sinh sản điều này sẽ làm tăng kích thích tình dục và tính nhạy cảm do đó cải thiện ham muốn tình dục